Các bệnh về gan đang là thách thức sức khỏe của toàn cầu. Nghiên cứu gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiết lộ, các bệnh về gan là nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên toàn cầu với khoảng 1,34 triệu ca tử vong mỗi năm. Số ca tử vong do mắc bệnh gan thậm chí còn cao hơn các bệnh truyền nhiễm như AIDS, lao hay là sốt rét. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc các bệnh lý về gan mật có xu hướng ngày càng gia tăng, nhất là trước các vấn nạn lạm dụng rượu bia, thực phẩm bẩn, thuốc tây, hóa chất gây tổn thương tế bào gan. Bộ Y tế đã thống kê, số ca bị viêm gan B tại Việt Nam đã lên tới con số gần 10 triệu ca, gần 1 triệu ca là bị viêm gan C. Đó là chưa kể các bệnh lý khác về gan. Các bệnh về gan đã trở thành nguyên nhân thứ 3 gây tử vong tại Việt Nam. Theo một báo cáo khác của WHO, tại Việt Nam hiện nay có khoảng 8 triệu người được xác định mắc bệnh viêm gan B mãn tính, hơn 13.000 người bị xơ gan mất bù, hơn 6.000 người bị ung thư tế bào gan và hơn 6.400 người tử vong do bệnh gan. Những con số trên chính là minh chứng cho việc số ca mắc các bệnh về gan tại Việt Nam đang ở ngưỡng rất đáng báo động. Thực tế cho thấy, hầu hết các bệnh lý về gan ở giai đoạn đầu thường không có dấu hiệu gì rõ rệt nên nhiều người bệnh chủ quan không điều trị sớm. Điều thực sự đáng buồn là rất nhiều trường hợp chỉ phát hiện ra bệnh khi đã quá muộn, các tế bào gan đã bị phá hủy hàng loạt, hình thành các sợi sơ hóa không còn chức năng. Tại sao tỷ lệ người mắc bệnh gan tại Việt Nam lại cao đến như vậy? Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc bệnh gan ở Việt Nam tăng cao là do sự chủ quan. Như đã nói, bệnh gan ở giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ ràng, khiến người bệnh dễ dàng bỏ qua và khi đã phát hiện ra bệnh thì đã quá muộn. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác phải kể đến như thói quen lạm dụng rượu bia khiến cho lá gan bị quá tải và dẫn đến bị tổn thương, thường xuyên thức khuya, có chế độ sinh hoạt, ăn uống không khoa học, tiếp xúc với các loại hóa chất, rác thải, khói bụi công nghiệp hoặc là do quan hệ tình dục không an toàn. Có thể thấy, những thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày lại là nguyên nhân chính đang âm thầm hủy hoại lá gan của chúng ta, dẫn đến nhiều bệnh lý như viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, ung thư gan. Trong đó, ung thư gan thuộc top các bệnh ung thư thường gặp nhất, khi đứng thứ 2 trong 10 bệnh ung thư phổ biến ở cả hai giới chỉ sau ung thư phổi. Tỷ lệ mắc ung thư gan nói chung ở cả hai giới tại nước ta chiếm tới 24,6%, tỷ lệ tử vong chiếm 23,7%. Xơ gan do rượu chiếm đa số. Tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai, thống kê trung bình mỗi năm điều trị cho khoảng 3.000 bệnh nhân nội trú bị xơ gan viêm tụy do rượu. Nếu như 10 năm trước, số bệnh nhân nhập viện bị xơ gan chủ yếu là viêm gan do virus, thì gần đây chủ yếu lại là xơ gan do rượu. Xơ gan làm ảnh hưởng mạnh đến quá trình chuyển hóa của cơ thể như khả năng thải độc, tạo mật, quá trình đông máu. Các bệnh nhân xơ hóa gan do uống rượu nhiều, hầu hết đều đến viện trong tình trạng đã muộn, đã có biến chứng rõ ràng như xuất huyết tiêu hóa, vàng da, cổ trướng, viêm tụy. Suy gan cũng là một bệnh lý đáng lo ngại, do là gan không được chăm sóc và bảo vệ tốt dẫn đến tổn thương và suy giảm chức năng gan. Bệnh suy gan có thể được hình thành do các nguyên nhân như sử dụng liên tục và trong thời gian dài một số loại thuốc như paracetamol, thuốc kháng viêm không steroid, sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá trong thời gian dài, viêm gan do virus, viêm gan A, B, C, D. Người bị suy gan nếu không được điều trị hợp lý hoặc không được ghép gan sẽ phải đối mặt với tỷ lệ tử vong cao từ 50 đến 90%. Đó là những biến chứng nguy hiểm của bệnh gan mà người bệnh có nguy cơ mắc phải nếu chủ quan không điều trị hoặc điều trị không đúng cách. Hầu hết người bệnh đều rất chủ quan với những triệu chứng ở giai đoạn đầu của bệnh gan và dễ nhầm lẫn với những bệnh khác. Vậy làm sao để chúng ta có thể biết được những dấu hiệu của bệnh gan lúc mới khởi phát để kịp thời có phương án điều trị? Hãy lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ về một số dấu hiệu phổ biến của bệnh gan ở giai đoạn đầu. Những cái triệu chứng ban đầu như nói nó âm thầm lắm, làm cho người ta rất khó biết mình bị bệnh gan. Còn về sau thì nó rõ hơn, là ví dụ như là vàng da, vàng mắt, tức cái vùng hạ sườn, vùng gan, tiểu vàng, phân trắng, thế rồi móng tay, móng chân biến sắc, da bị sạm đi, rồi những cái ban xuất huyết, rồi xuất huyết ở mũi, rồi nó gọi là tăng cái áp lực tĩnh mạch ấy, thì nó nôn ra máu, rồi đi ngoài ra máu, nhầm với trĩ. Với mức độ nguy hiểm của các bệnh về gan, bệnh nhân cần được điều trị sớm để kiểm soát bệnh và phòng tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Hiện nay, có nhiều cách để điều trị căn bệnh này như chữa bằng thuốc Tây, thuốc đông y hay bằng các mẹo dân gian tại nhà. Khi gan gặp vấn đề, thông thường mọi người sẽ hay tìm tới thuốc Tây y. Ưu điểm của những loại thuốc này chính là giảm nhanh triệu chứng, tuy nhiên chỉ có công dụng tạm thời mà không thể điều trị dứt điểm bệnh từ căn nguyên. Hơn nữa, sử dụng thuốc Tây điều trị bệnh gan có thể tiềm ẩn những tác dụng phụ ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn phương pháp chữa bệnh gan bằng mẹo dân gian lại chưa có nghiên cứu khoa học nào cụ thể chứng minh tác dụng, nên thực hư hiệu quả đến đâu vẫn chưa rõ. Mặt khác, nếu chỉ điều trị bằng các mẹo dân gian mà không thông qua thăm khám và các phương pháp điều trị chính thống khác, sẽ dễ khiến cho tình trạng bệnh không được kiểm soát và trở nên nặng hơn.
Bởi vậy, những bài thuốc đông y với 100% thành phần thảo dược hiện đang là xu hướng được nhiều chuyên gia đánh giá cao, người bệnh lựa chọn. Đông y chú trọng điều trị bệnh gan từ căn nguyên gây bệnh, thanh nhiệt trừ thấp, lưng huyết, giải độc, dưỡng can, kiện tỳ, hoạt huyết, hóa ứ. Sử dụng các bài thuốc có thành phần thảo dược lành tính để điều trị, phương pháp đông y cho hiệu quả điều trị cao, rất an toàn mà lại hạn chế tái phát. Vượt qua các bài thuốc trên thị trường, Bảo Nam Ít Căng Thang của Trung tâm Thuốc Dân Tộc hiện đang là giải pháp số 1 ngăn ngừa, điều trị dứt điểm các bệnh lý về gan, được bảo trợ bởi Viện Nghiên cứu Gan Mật Tụy Việt Nam. Bảo Nam Ít Căng Thang được đội ngũ Trung tâm Thuốc Dân Tộc nghiên cứu, bào chế dựa trên bài thuốc hòa can lý khí gia giảm, kết hợp liệu pháp điều trị dưỡng can huyết, giải độc gan của Hải Thượng Lãn Ông, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ hiện đại, hệ thống phòng lab, công thức mới được ra đời phù hợp với thể trạng của người hiện đại, mang tới hiệu quả vượt trội. Kết quả khảo sát cho thấy, 90% bệnh nhân sử dụng bài thuốc này với sự tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị và chế độ kiêng khem đạt được kết quả tốt sau điều trị. Hầu hết các triệu chứng viêm gan được kiểm soát, người bệnh khỏe mạnh hơn, trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Sau một thời gian dài ứng dụng và điều trị các bệnh lý về gan, bài thuốc Bảo Nam Ít Căng Thang trở thành sự lựa chọn số 1 của các bệnh nhân gan, được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm nên dùng trên tạp chí y học cổ truyền, với lượng vote áp đảo lên tới 46,65% trên tổng số 1.327 phiếu. Ngoài việc sử dụng các bài thuốc để điều trị, người bệnh cũng cần chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày để phòng tránh cũng như ngăn ngừa bệnh tái phát. Đầu tiên, mỗi người cần có ý thức phòng bệnh, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ 3-6 tháng một lần. Nếu gan bị tổn thương nhẹ, bạn nên có chế độ ăn uống lành mạnh để gan hoạt động tốt hơn cũng như có thể tự phục hồi. Bạn nên tham khảo bác sĩ những chế độ ăn uống tốt nhất cho lá gan. Hạn chế các loại thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, chất béo, chất bảo quản, tránh sử dụng chất kích thích như đồ uống có cồn, thuốc lá. Bổ sung các loại vitamin và khoáng chất cho cơ thể như ăn nhiều hoa quả chứa nhiều axit hữu cơ như cam, quýt, có thể uống thêm các loại trà có tính chất mát. Bạn không nên thức quá khuya, hãy sắp xếp lịch làm việc nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng để nâng cao sức khỏe. Các loại bệnh về gan đôi khi có thể được kiểm soát dễ dàng ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nếu không được điều trị phù hợp, bệnh có thể dẫn đến những tổn thương gan không thể phục hồi. Do đó, thường xuyên kiểm tra sức khỏe hoặc đến bệnh viện ngay khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường.